Trên màn hình đấy là bị cáo Hoàng Văn Hưng đi từ phía cổng cơ quan an ninh điều tra sang bên kia đối diện đường cổng cung văn hóa cũng như Việt Xô. Đây là đang gặp lái xe Trình Văn Huy của ông Tuấn. Hưng mang điện thoại phù hợp với lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn. Sau khi nhận cặp xong, Hưng điện thoại cho bị cáo Tuấn. Sau đó Hưng di chuyển sang phía chiếc xe của Hưng do lái xe Phạm Thanh Bình đang đỗ ở bên kia đường. Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 15 phút. Bị cáo Hưng đi về phía chiếc xe của bị cáo. Đây là chiếc cặp mà bị cáo Tuấn khai là đựng 450.000 USD, bị cáo Hưng khai 4 chai rượu vàng. Lúc này bị cáo Hưng có gặp một số người quen, đây là một số người ở B14 Bộ Công an lên hội thao tại cơ quan an ninh điều tra.